hôm nay mình lúc 8 giờ sáng ngày 16 tháng 10 âm lịch năm nhâm dần là ngày lễ cúng thượng điền của đình hội Yên của huyện Mỏ Cày Nam. Có từ đời xưa lâu rồi mọi quý vị, lâu lắm rồi. Đình này kêu đình Hội Yên. Hội Yên này có lâu đời lắm, có hai cây gọi. Chút lại tôi quay tổng là lại tôi chia sẻ cái gọi này cho quý vị. Cao lắm, cao leo lên cái đọt dòm thấy tà dinh luôn á. Chia sẻ với chị xem á, chút xíu nữa tôi vô quay lại.